chưa? Xin chào tất cả những người bạn có mặt trên kênh của mình. Mình là Lão Tôi đây. Đến với lại video ngày hôm nay chúng ta thì đến với một quán này nhé. Đó, tụ ngay một nhân đầu tiên. Ngon lành ngay. Ui, Linh Boss à? Biết là có phải một bạn nữ không đây? Nghe cái tên na ná giống một bạn nữ anh em ạ. Rồi, én thôi anh em ơi. Không tí nữa team bạn tới rồi đấy. Đó, vừa nói xong kìa. Có qua đây báo thù không bạn ơi? Không báo thù là mình đi nhá. Tại vì là mình cũng chưa có súng cận chiến, đâm ra là cũng không khô máu được. Cứ phải từ từ anh em ạ. Đây rồi, một đống đồ luôn này. Đấy, ngon ngay ngon ngay. Vẫn thiếu cây súng cận chiến. Để xem này có không nhá. Có kìa. Lại không có nữa rồi anh em ơi. Ấy, có người này. Xin cái đầu AK-47. Quốc tâm cực phê. Xong. Vuốt mãi nó không lên thì thôi bắn luôn vào người chứ. Cố vuốt làm gì phải không anh em? Đằng nào mà chả chết. Đằng nào mà chả chết. Ui, đau bạn ơi. Ôi rồi. Ôi rồi, đi đâu đây? Mình xin nhá. Một team 4 người anh em ạ. Đen, đen rồi, đỏ quên đi. MP này. Ban nãy cần thì không có. Tới lúc có rồi, đi đâu cũng gặp. Ảo thật đấy. Hello. Ui rồi. Hình như là bạn ấy chưa biết là vừa chạy qua mình. Chúng ta bước qua đời nhau một cách siêu nhanh. Rồi, được rồi. Chạy đi đâu cho thoát được mình. Mình xin nhá. Hình như là bạn này bạn khác hay sao nhở? Đúng rồi. Bạn này bạn khác nữa cơ. Vậy là còn người nữa anh em ạ. Chắc chắn còn. Đó, đây này. Đây cái đúng này. Mình xin. Ôi, vẫn còn người nữa cơ à. Bên kia. Càng đấy, càng đấy, càng đấy. Có ngon thì các bạn công lên đây đi. Team các bạn là đông người mà. Đó, công lên. Không công à. Không công này thì không công này, yếu lắm rồi. Tới lượt mình. Tới lượt mình. Ok, xong. Còn nữa không? Còn nữa thì không lên đây. Khả năng hết rồi anh em ơi. Im im rồi. Chắc là mình sẽ vào bo thôi. Nhà này ngoài bo rồi mà. Vẫn cứ thấy lo lo kiểu gì ấy. Đạn này. Ấy, có người nha mới, có người, có người. Lút đồ này, lút đồ này. Lút đồ này. Cái tướng quen ta. Ui rồi ôi. Thì ra lại là Jin. Quay lại lút xác của chính mình. Ai rẻ đâu lại có hòm xác của mình ở đấy nữa. Hai hòm cùng một chỗ luôn. Thế xong có người. Thôi tính cover cho hai bạn bên kia nhưng mà phía dưới đằng sau mình có người anh em ạ. Ô, lại Jin nữa kìa. Mình vừa thấy bạn Jin bị ai đó bắn chết xong. Ảo ma thiệt chứ. Công nhận là đồng đội của bạn ấy nhiệt tình thật đấy. Cứu đi cứu lại mấy lần rồi. Cứ bắn chết lại cứu, cứ bắn chết lại cứu. Không biết là lát nữa mình có thấy tên bạn ấy hiện lên nữa hay không đây. Khả năng là vẫn còn có đấy. Đồng đội nhiệt tình kia cơ mà. May quá mấy người. Mình xin nhá. Ôi ôi. Ôi ôi. Bắn nhau ở khắp mọi nơi. Càng quá anh em ạ. Ui. Thôi. Chim cút, chim cút. Đông quá. Ok. Lâu lâu xin một người thôi chứ mình cũng không dám xin nhiều đâu. Ấy ấy chạy bò kìa.
Yếu một. Ôi rồi ôi. Ôm bo kìa anh em ơi. Ôm bo là sai lầm rồi. Gục chưa? Bị hạ luôn rồi kìa. Thôi bị hạ rồi thôi. Cố làm gì? Liệu không các bạn ơi. Bầm. Rồi xong rồi. Có 5 người. À may quá. Có bắn nhau bên dưới. Ây da. Bên dưới vẫn có người này anh em ơi. Để dò xem là mấy bạn bên dưới đang ở đâu đã. Xong rồi mình sẽ chạy bo nhá. Ok á. Chết rồi. Mình bị quay rồi anh em ơi. Không biết nên xuống bên nào đây. Ôi dồi ôi, căng người ta. Bo thu rồi. 3 người vây quanh căn nhà. Toàn ơi. Ui. Làm liều thôi chứ biết làm gì bây giờ. Ôi dồi ôi. Khó quá anh em ơi. Khó quá rồi. Vừa nhảy xuống nhà cái là bị hai anh chàng kia bả ngay xuống mặt thế này thì chịu làm sao được. Đen thôi, đỏ quên đi. Anh em tưởng là đã hết video đúng không? Vậy thì chào mừng anh em đến với chương trình Comment liền tay lên ngay TV. Đây là chương trình trả lời 5 comment hay nhất và đặc biệt nhất trong video ngày hôm qua. Comment đầu tiên đến từ bạn Kim Thiên. Anh gió giữ gìn sức khỏe. Đi tiêm vaccine có khi nó hành sốt với lại đau tay lắm đó. Đau tay thì không cần miễn cưỡng làm video đâu ạ. Ừ, thì cảm ơn em đã quan tâm nhá. Nhưng mà anh thì cũng có người chăm lo nên là nó cũng đỡ hơn. Thực ra thì vài ngày đầu cũng sốt nhưng mà mấy hôm nay thì cũng đỡ nhiều rồi. Cảm ơn em nhiều nhá. Comment thứ hai đến từ bạn Nhãn Vương Long. Mai mốt anh làm video leo tử chiến đăng lên YouTube đi anh A. Thực ra thì cái clip tử chiến này anh không tính là đăng lên YouTube đâu em. Nhưng mà tại vì là hôm qua anh nghỉ một hôm rồi nên là anh phải lấy clip ở trên Facebook anh đăng lên YouTube đấy. Với lại anh có làm một cái fanpage riêng chỉ đăng những cái clip tử chiến. Nếu như mà em mà muốn xem thêm hay là quan tâm thêm thì em có thể ghé qua đó. Thì link của fanpage anh để ở bên dưới phần mô tả nhá. Ngay cái chỗ mà fanpage của gió ấy. Đó. Comment tiếp theo đến từ bạn Chi Phèo. Vĩnh biệt Free Fire trẻ con, sang PUBG mới là game sinh tồn thật sự. Thực ra nói Free Fire trẻ con cũng không đúng đâu. Tại vì hôm trước mình có ghép cùng mấy bác 38, 39 tuổi đấy. Không phải đùa đâu. Nhưng mà đi đâu thì đi, nhớ là đổi lại cái tên đi nhá. Chứ không sang đấy lại làm dơ game PUBG thì mệt lắm. Comment tiếp theo đến từ bạn Đức Lê. Video có 11 phút à, coi chưa đã lắm anh ơi. Em ơi, nếu như mà em không biết ấy, thì một ngày anh đăng 2 clip liền cơ. Một clip là ở bên YouTube và một clip ở bên fanpage. Đó. Nếu mà em mà cảm thấy xem trên YouTube mà chưa đã ấy, thì ghé qua fanpage xem tiếp nhá. Comment tiếp theo đến từ bạn Đại Kê. Anh Gió ơi, làm thử thách sử dụng chim gõ kiến với chim bói cá lấy tô 1 đi anh Gió, xem đầu. Hình như là anh đã làm mấy cái súng này rồi. Nhưng mà nếu như em thích thì anh sẽ gắng anh làm lại. Cảm ơn em đã đưa thử thách nhá. Ta-da. Như vậy là video ngày hôm nay của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Anh em cảm thấy video ngày hôm nay như thế nào? Hãy để lại ý kiến của anh em ở bên dưới nha. Đừng quên ấn like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình. Đây là một số video mình nghĩ là nó có lợi cho anh em. Cuối cùng là cảm ơn anh em đã xem video. Và chúc anh em có một ngày thật tốt lành. Tạm biệt và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau. Bye bye.